Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, cung kính bái bạch chư tôn thiền đức. Phật động lòng thương kiếp đọa đầy, hóa thân làm tuyết bốn trời bay. Kết hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xoa dịu nỗi đắng cay. Pháp hội tam thời hệ niệm lần thứ mười được diễn ra từ hôm qua tới hôm nay để cho tâm nguyện của chúng con dâng lên cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước an lành, cũng như cầu nguyện cầu siêu cho chư vị hương linh tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời cùng chiến sĩ trận vong, tam thế oan gia trái chủ quy hướng về đàng tràng, phát nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Giờ phút này là lễ khóa lễ cúng ngọ cầu nguyện, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức từ bi quang lâm nơi chánh đàng tràng để tác lễ cúng ngọ, nhất tâm kỳ nguyện cho chúng con được tùy kỳ tâm sở nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Được trên chư tôn thiền đức từ bi niệm Phật hứa khả cho lời thỉnh cầu của chúng con, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cung thỉnh tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Căn nguyện sùng tất tâm
tài phấn chi hậu, chi diệp biến mạng thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang hoa. Hàm sơn xuyên chi tu lệ tức giới, tức định tức huệ phi mộc phi hoa phi yên. Thâu lai tại nhất nhi trần, tan ưu hộ quân triêm sai giới, nhiệt hướng lư trung đoàn thân cúng dường. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca từ phụ Như Lai. Nam mô Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Giữ Quan Âm Thế Chí chư thánh hiền tăng. Nam mô U Minh giáo chủ bổn tôn Cứu Bạc Minh Đồ. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo, sát hại vạn linh đại hiển oai quang. Lịch đại tôn sư Hà Sa Thắm Lợi, ô hiển thánh hiền tất trưởng chân hương, phổ đồng cúng dường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát, nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ thời Việt Nam quốc, thành phố Hồ Chí Minh, quận 11, phường 14, chùa Giác Sanh 103 cơ lộ. Hôm nay ngày 22 tháng 9 kỷ hợi, tức 20 tháng 10 2019, bổn tự trụ trì hiệp na ngay chữ tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng hộ đàn cùng Phật tử hoa báo, và chư thiện nam tín nữ Phật tử thập phương bổn đạo, lớn nhỏ già trẻ gái trai đại tiểu đẳng, cùng tổ Giác Sanh tự tô hương thiết cung phung kinh, chú cập niệm Phật cúng ngọ trai tăng, công đức hồi hướng chuyên vì kỳ siêu, tam thời hệ niệm siêu độ chư hương linh vong linh, cứu quyền thất tổ nội ngoại song thân, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, tứ sanh lục đạo thập lỗi cô hồn, Hà Sa Ngã Quỷ hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đại tiểu chữ dòng hướng phất khắp nơi, lộ hà trầm nịch thủy nạn phiêu linh, quá nạn đau binh nam nữ thương vong, lộ đồ tán mạng trùng tan liền tán, quan gia trái chủ cù thầu chấp đối trận bại thương vong, tai nạn giao thông đường sông đường biển đường lộ đường thuyền, thai nhi sáng nạn thai nhi bị chối bỏ trong mọi hoàn cảnh, yếu tử quan hồn cùng chữ vị hương linh vong linh, vạn linh trăm họ siêu mồ lạc má, ký danh ký tự ký cốt bài vị cùng chữ vị hiến tạng hiến xác, chết đâm chết chém chết bất đắc kỳ tử, chết tù chết tội đạn chương linh vong linh, quá vạn khắp pháp giới chúng sanh, thừa tư Phật lực pháp lực tăng lực quy chi Phật tiền quy Tam Bảo, thính pháp văn kinh tỏ ngộ tâm linh siêu sanh tịnh độ.
ngọn nguyện Tam Bảo chứng minh từ bi gia hộ và tiếp độ chư hương linh vong linh quá dạng cùng một pháp danh là siêu thoát, được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Dương mong hiện tiền giác sanh bốn tự trụ trì ấy hòa thượng Thích Thượng Thiện Hạ Ngộ, chư tôn Đức Tăng Hoàng Thượng Hoàng Hạ Quá các trang nghiêm bổn đạo đàn na ngoại hộ nội tu đồng tấn pháp đạo tràng an lạc trụ trì thuận tấn thẳng duyên. Thiện nam tín nữ Phật tử lượng biên đại tiểu đẳng đẳng phước đẳng hà sa thọ tề nam ni nhạc tứ phương lại là ngũ cốc phân dinh pháp tải chúng sanh đồng thành Phật nghi đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Ma ha tát. Đại từ đại bi mừng chúng mà sanh đại hỷ đại xả thế hàm thức mà phương chư Phật tôn pháp ma hiền thánh tăng thường châu tam mê bảo chi tâm đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh sự kiết từ vân thành ấy phương ân chư Phật hiện toàn thân Nam Mô Hương Gần Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Bồ Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Quần Giới Không Độ Như Thiết Khổ Anh Xa Lời Từ Xa Bất Vì Không Không Bất Vì Xa Sắc Thứ Thì Không Không Tức Thì Sắc Thọ Tưởng Hành Như Thị Xá Lời Tử Thì Chư Pháp Không Thương Bất Sanh Bất Diệt Bất Câu Bất Tình Bất Thân Bất Giảm Thì Khổ Không Trung Vô Sắc Vô Thọ Tưởng Hành Thứ Vô Nhãn Nhi Tỳ Thiện Thân Ý Vô Sắc Thịnh Vì Số Pháp Vô Nhãn Giới Này Chỉ Vô Ý Thức Giới Vô Vô Minh Về Vô Vô Minh Tần Chỉ Vô Là Tử Về Vô Lão Tử Tận Vô Khổ Tầm Về Đạo Vô Trí Về Vô Đắc Nhĩ Vô Sở Đắc Cố Bồ Đề Tăng Đoại Bát Nhã Ba La Mật Đa Khổ Tâm Vô Ái Ngài Vô Ái Ngài Cố Vô Hồ Khổ Vô Duyên Lý Điên Đạo Mộng Thượng Cứu Canh Bàn Tam Thế Chư Phật Nghi Bát Nhã Ba La Mật Đa Cổ Đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thì Đại Thần Chú Thì Đại Minh Chú Thì Vô Thượng Chú Thì Vô Đằng Đẳng Chú Năng Trừ Nhật Thế Khổ Chư Thì Phật Cố Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thì Chú Diệt Yết Đế Yết Đế Bà La Yết Đế Ba La Tạng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Yết Đế Đế Ba La Yết Đế Bà La Tạng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Yết Đế Đế Ba La Yết Đế Ba La Tạng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Thập phương thế giới diệt vô tỷ thế gian trợ hô ngà tận kiên nhất thiết vô hữu như phần giả Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cúng Dường Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Cúng Dường Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Cúng Dường Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hà Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Thập Phương Tam Thể Nhất Thiết Chư Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Nam mô Già Lam Thanh Chúng Bồ Tát. Nam mô Giám Trại Sứ Già Bồ Tát. Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Tát Hòa Đà Thang Đa Phạ Lộ Chỉ Đề An Tam Bản Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tát Hòa Đà Thang Đa Phạ Lộ Chỉ Đề An Tam Bản Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tát Hòa Đà Thang Đa Phạ Lộ Chỉ Đề An Tam Bản Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tố Đô Bà Gia Đát Thang Đa Gia Đát Điệt Tha An Tố Rô Tô Rô Bà Ra Tố Rô Bà Ra Tố Rô Ta Bà. Nam mô Tố Đô Bà Gia Đát Thang Đa Gia Đát Điệt Tha An Tố Rô Tô Rô Bà Ra Tố Rô Bà Ra Tố Rô Ta Bà. Nam mô Tố Đô Bà Gia Sắc Hương Vị Thương Cúng Thập Phương Phật Trung Phụng Chư Hiền Thánh. Hạ Cập Lung Đạo Phẩm Đàn Dị Vô Sai Biệt Tùy Nguyện Giai Bảo Má Linh Kiệm Thi Già Đắc Vô Lượng Ba La Mận Ta Đức Lục Về Cúng Phật Cạch Tăng Pháp Giới Hữu Tình Phổ Đồng Cúng Dường Án Án Nắng Tham Bà Phả Phiền Nhật Ra Hồng. Nắng Tham Bà Phả Phiền Nhật Ra Hồng. Nắng Tham Bà Phả Phiền Nhật Ra Hồng. Kim Phụng Hiến Cam Lộ Vị Lương Đặng Tu Di Vô Quá Thượng Sắc Hương Mỹ Vì Biển Hư Không Duy Nguyện Từ Bi Ái Nạp Thọ. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Tứ Sanh Cửu Hữu Đồng Đăng Quả Tạng Quyền Môn Bát Nạn Tam Đồ Cộng Nhâm Tỳ Lô Thánh A Hài. Cúng Phật Dĩ Ngật Đương Nguyện Chúng Sanh Sở Tác Giai Điện Cụ Chư Phật Pháp. Cúng Ngọ Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng Phổ Nguyện Pháp Giới Chư Chúng Sanh Tóc Giảng Vô Lượng Quang Phật Xá Ca Nguyện Tiếu Thăng Chương Chư Viện Não Nguyện Đắc Trí Huệ Giới Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chương Tất Tiêu Trừ Thế Thế Thường Hành Bồ Tát
đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Khổ Phẩm Liên Hoa Vi Phù Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Do Sanh Bất Thối Bồ Tát Di Bàn Lữ Quyền Dị Thử Công Đức Phổ Cập Như Thiết Nga Đặng Giữ Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đạo Tự Quy Y Phật Đưa Nguyện Chúng Sanh Thế Giải Đại Đạo Pháp Vô Thượng Tâm. Tự Quy Pháp Đưa Nguyện Chúng Sanh Thâm Nhập Kinh Tạng Trí Huệ Như chúng ma nhất thiết vô ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là khóa lễ cúng ngọ nhất tâm kỳ nguyện cho quốc thái dân an cùng chư vị hương linh được siêu sinh tịnh độ. Chúng con thành kính cảm niệm chư tôn thiền đức, cùng thỉnh quý ngài hồi quy về phương trượng nghỉ giải lao. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức trong ban hộ đàn từ bi quan lâm về trước linh đài để cung tiến cho chư vị hương linh no đủ cam lồ pháp vị. Nam mô A Di Đà Phật. Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sinh. Phật về tiếp độ hương linh, ban cho diệu pháp siêu sinh cõi lành. Trong đàn tràng tam thời hệ niệm, tất cả chư vị hương linh đã được triệu thỉnh về tham dự pháp hội. Cho nên tất cả quý Phật tử có mặt giờ phút này cùng lắng lòng thanh tịnh để hướng về chư vị hương linh cùng với chư tôn thiền đức cung tiến cho chư vị no đủ cam lồ pháp vị. Rất mong tất cả chúng ta mỗi người một tâm niệm an lành để cầu nguyện. Và đằng trước có quý vị Phật tử hãy hướng mặt về các bàn linh chia ra hai bên để chư tôn thiền đức tăng sẽ tác lễ chú nguyện chúc thực cho chư vị hương linh no đủ cam lồ pháp vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
lại đáo trại đàng. Tam đại hệ niệm lễ thành tứ quyền thất tỏ nổi ngoài tôn thân.
di tỳ muội thúc ba đệ huynh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn hữu danh vô vị hữu vị vô danh siêu mồ lạc mà vô tự vô y thái nhi sẵn nạn chư vị chân linh chi danh kỹ cốt ký tự giác sanh nương nhờ tam bảo lực nghi trường bí mật ngôn thở nhật kim thời lại làm pháp hội hình phát nghe kinh thọ tài hướng thực siêu sanh tịnh độ xa chúng loài y thảo ơi phụ mộc ly mị vọng lượng trệ phách cô hồn từ tha tiên phong gia thần quyên thuộc phục về các tộc các chi các phái âm thế quan gia cựu thù chấp đối chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn lộ đồ tán mạng thủy tàn phiêu linh siêu phần lạc mộ hữu danh vô vị hữu vị vô danh nhất thiết nam nữ quạnh tử cô hồn đẳng hề chúng kiềm kình như tự tại giảng kinh tái tam thịnh phục vòng lại lâm gia chỗ thành tâm thượng nghi hương bái thịnh hương hoa tâm triệu thành
sơ thần chân linh về đăng an tọa tai thịnh chân linh về đăng an tọa tạm thịnh bản hồn về đăng an tọa tọa thượng kiện hương tô trà hòa phạm chỉ đạo tràng phổ thần cúng a dương trai chỗ kiện thiền trà chân ở sở tôn điểm mau tấn trạng hiên trạng trở thân lễ nhẹ ba Nam mô
Di Đà, Tam Phật Ra, Tam Phật Ra Hùng. Nam mô Tam Phật Ra Gia Bồ Tát Di Đà, Tam Phật Ra, Tam Phật Ra Hùng. Nam mô Tu Ro Bà Gia Ang Na Ngã Na Gia Răng Đề Tạng Tu Ro Ro Văn Ra Ro Văn Ra Tu Ro Ta Bà. Di Đà Phật.
trên bàn chứng minh. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thông Niệm, thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thanh, thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Hiền quận ba, thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Ngộ, thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nhật Thủy, thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Lực, thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Trên bàn chứng minh thứ nhất, nơi bàn chứng minh thứ hai, chúng con thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Quảng Tôn, Hòa Thượng Thích Hiển Châu, Thượng Tọa Thích Duy Trấn, Hòa Thượng Thích Thiện Đạo Long An, Thượng Tọa Thích Minh An, Thượng Tọa Thích Nguyên Sĩ, Thượng Tọa Thích Minh Bình, Thượng Tọa Thích An Trung, Thượng Tọa Thích Nhật Quý, Thượng Tọa Thích Thiện Phương, Thượng Tọa Thích Hạnh Trực, Thượng Tọa Thích Thiện Thuận. Trên bàn chứng minh thứ hai, chúng con thành tâm kính cung thỉnh quý Ngài an vị, và các dãy trai đường, chúng con thành tâm kính cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Từ Bi Thứ Đệ Hạ Lạp phân lập lưỡng bang an tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh Đại Đức Chấp Lĩnh Kiền Trùy thỉnh ba tiếng an định đạo tràng. Quý vị Phật tử trong ban lễ lạy cũng như dân cúng tịnh tài hãy xếp hàng trang nghiêm. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cung kính bái bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng. Cung kính bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Bằng pháp màu này cứu tổ tiên, thiết hội trung phong giải đạo huyền, truyền cho sinh chúng tình lòng bi nguyện, kết nối tình thương mãi vẹn tuyền. Hôm nay tại đạo tràng chùa Giác Sanh, được sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì, ban tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm lần thứ 10 được diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019. Giờ phút này là lễ cúng dường trai tăng để đem công đức hồi hướng cầu nguyện cho chư vị hương linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên bá tánh tộc họ, chư vị hương linh pháp giới lục đạo thập nhị loại cô hồn, các vị hương linh xúc xảo của các gia đình, chư Tôn Thiền Đức đã an tọa trong chánh niệm trang nghiêm nơi trai đường. Chúng con xin hướng dẫn cho Phật tử Hoa Bảo đại diện cho pháp hội cung kính dâng lên lời tác bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Gượng bái bạch Hòa Thượng chứng minh, gượng bái bạch Hòa Thượng viện chủ tổ đình Giác Sanh, kính bạch chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Hôm nay chùa Giác Sanh đầy đủ duyên lành, được sự cho phép của Hòa Thượng viện chủ đại lễ kỳ siêu tam thời hệ niệm lần thứ 10 ngày 21-22 tháng 9 năm Kỷ Hợi, pháp hội chúng con có duyên sự đê đầu đảnh lễ xin tác bạch.
Gặp gỡ nay rồi mai chia ly, niềm thương nỗi nhớ bận làm chi. Đã sanh trong cảnh vui liền khổ, nguyện kết đài sen trốn liên trì. Đệ tử chúng con đã thọ ân lành của sáu phương chư Phật, được làm thân người, được gặp thiện trí thức, được nghe pháp âm vi diệu đại thừa. Nhờ sự giáo huấn của Đức Từ Phụ Bổn Sư, bằng tâm đại từ, đại bi, đại trí tuệ, Ngài dạy chúng con pháp niệm Phật, dạy chúng con đặt trọn niềm tin cứu độ, đặt trọn niềm tin ở cõi Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con nhờ vào ân đức của Hòa Thượng trụ trì và chư Tôn Đức Tăng Ni nơi đây, Ngài đã đầy lòng từ bi thương tưởng tới các hương linh, vong linh đang bị đọa đày trong những cảnh giới khổ đau, thâm tối, cũng vì lúc sống không biết Phật Pháp, không gần gũi được các bậc minh sư để chỉ đường dẫn lối, vì tâm tham sân si chấp ngã, chất chứa nhiều phiền não oán ghét, hận thù, nên bị đọa đày trong nhiều cảnh giới khác nhau. Hôm nay được Pháp Sư khai thị và đại chúng thành tâm sám hối, thương tưởng đến quý vị đã khuất, một lòng chí thành, chí kính, học hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, để giúp thêm năng lực cho âm dương đều lượng lợi. Tam thời hệ niệm thật sự lợi lạc cho cả hai cõi âm dương, phải nhất tâm niệm hồng danh sáu chữ A-di-đà, nhờ sức mạnh oai đức, gia trì của chư Phật, lễ thỉnh phong linh, hương linh khắp mười phương pháp giới, đem những chúng sanh khổ nạn trên pháp đến pháp hội nghe pháp tụng kinh, trì danh sám hối, phát nguyện đem Phật Pháp cúng dường chúng sanh, làm họ được tâm khai ý giải, lìa khổ được vui, vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là mình đã trả ơn cho quốc gia, chiến sĩ vì nước mà trận phong, đồng bào tử nạn, cụ huyền thất tổ, cha mẹ anh em, thai nhi sản nạn, hôm nay đầy đủ duyên lành. Pháp hội chúng con sắm sanh lễ vật trước dân, lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Quý Ngài đã gia tâm cầu nguyện nhất cứu nhất kệ cho tất cả hương linh, phong linh trong khắp pháp giới, cầu siêu cho các vị liệt vị anh linh vì nước bỏ mình, đồng bào tử nạn, hoặc vì thất cổ tử tử, chết cháy, chết chìm, tai nạn, xe đụng, thai nhi sản nạn, chưa được làm người đã bị chối bỏ, thập loại cô hồn, do oan trái kết thù, chuốc án mà gây nên, nghĩ đến mà thương tâm. Hôm nay, chúng con thiết nghĩ rằng quý vị đã qua đời quá lâu, chưa biết sanh vào nơi nào. Hôm nay nhờ oai lực của chư Phật, oai lực của chư Tôn Thiền Đức, tạo lập đàn tràng siêu độ đại lễ kỳ siêu, tam thời hệ niệm, bạc tiếng kỳ siêu cho ông bà, cha mẹ, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc, cô dì tỷ muội, thúc bá đệ huynh, hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, oan hồn quận tử, cô hồn hoạch tự, vạn linh trăm họ, các vong linh thai nhi vô tội, nhờ ra trì kinh văn sám hối, cúng thí cho quý vị được no đủ. Nương nhờ công đức cúng dường tam bảo, cúng dường trai tăng, phóng sanh, chia sẻ trên 1.000 phần quà cho những người khiếm thị về chùa tu học, nhờ những công đức lành này hồi hướng cho chư vị, quý vị được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, lịch đại tổ sư đều được độ, thân bằng quyến thuộc đồng hoan hỷ. Chúng con hồi hướng phước lành này đến cho nhân loại trên toàn thế giới, tai ách tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, bồ đề tâm kiên cố, vạn sự cát tường, luôn luôn được sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Quý vị có mặt và vắng mặt, gia quyến cũng được bình an lợi lạc, bệnh tật tiêu trừ, điều lành đem tới, điều dữ đưa đi, mưa thuận gió hòa, đất nước thanh bình, gia đình ấm no hạnh phúc. Giờ này pháp hội tam thời hệ niệm lần thứ 10 của chúng con đã thập thần liên mạng. Chúng con xin quý Ngài chứng minh cho pháp hội chúng con được ân triêm công đức. Chúng con kính nguyện chư Tôn
Chư Tôn, Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Pháp Thể Kinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Sự Viên Thành, mãi mãi là bến độ tâm linh cho chúng con nương tựa. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, cung kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức. Ngàn năm mây trắng vẫn bay, ngàn năm lời Phật hiển bày muôn phương, ngàn năm giáo pháp miên trường, truyền cho sinh chúng tình thương nhịp màu. Giờ này toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con lắng lòng thanh tịnh, chắp tay trang nghiêm hướng về Chư Tôn Thiền Đức, thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thanh, Đệ Nhất Chứng Minh Pháp Sư Trai Đàn có lời đạo từ khai thị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Túc Trưởng Lão Hòa Thượng Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng. Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng và Nhị Bộ. Hôm nay tại Đạo Tràng Chùa Giác Sanh, quý Phật tử đứng đầu là Phật tử Hoa Bảo cùng các trai chủ đã thành tâm thiết lễ trai tăng cúng dường nhân dịp tổ chức Tam Thời Hệ Niệm kỳ thứ 10, được sự hoan hỷ ủng hộ giúp đỡ của Hòa Thượng Viện Chủ, cho nên mới có được buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Xin được phép thay lời Chư Tôn Đức Tăng Ni có đôi lời khuyến tấn cùng quý vị trai gia tín chủ. A Di Đà Phật. Thưa quý trai chủ Phật tử, tôn chỉ của Đạo Phật là từ bi ban vui cứu khổ. Vì vậy cho nên từ ngàn xưa, những cái công hạnh hoằng hóa, những cái phương pháp cứu độ đều hướng về mục đích là làm cho chúng sinh được an lạc, lìa được cái sự đau khổ, gọi là ly khổ đắc lạc. Hôm nay quý vị vì muốn thể hiện được cái tinh thần ban vui cứu khổ đó, nên tổ chức Tam Thời Hệ Niệm cầu nguyện cho quá khứ chư hương linh, cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên, kể cả các cái vong linh chiến sĩ tận vong, đồng bào tử nạn và các cái hương linh vì mọi hoàn cảnh, vì mọi lý do mà phải bỏ thân. Vì vậy quý vị đã làm được cái hạnh từ bi của nhà Phật. Thiết nghĩ rằng cái tinh thần cứu độ nó thể hiện được cái hạnh hiếu từ. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh trong ba cõi lục đạo đều có thể là cha mẹ ông bà thân bằng quyến thuộc chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, do cái luân hồi mà chúng ta không nhận được, không biết được nhau mà thôi. Cho nên mình
làm cái hạnh cứu độ cũng là một cái phương pháp báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, cửu quyền, thất tổ và tất cả lục thân quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời. Và chính cái hạnh hiếu từ là căn bản của Bồ Đề Tâm. Vì người tu tập thì trước hết phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là lấy cái sự cầu Phật Đạo và hóa độ chúng sinh là mục đích. Vì có thương nên mới có cứu. Do có cứu độ như thế mới trọn vẹn được cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Hôm nay trên cái tinh thần ban vui cứu khổ, quý vị còn hướng đến một cái mục đích cao cả hơn nữa, là khuyến thỉnh chư vong linh hướng về Đức Phật A Di Đà, và cũng làm cái nghi tắc sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng cho các vong linh mà chính quý vị đã đại vị mà lễ Phật sám hối cầu nguyện trong mấy ngày lễ vừa rồi, để chứng minh được cái tinh thần hy sinh, cái tinh thần tinh tấn, trên tinh thần tu tập cứu khổ ban vui hạnh lành của người con Phật. Chư Tăng hết sức là hoan hỷ tán thán và thiết nghĩ rằng trong thời mạt pháp, nếu xa lìa pháp môn niệm Phật thì thật ra rất là khó bề giải thoát. Bởi vì pháp môn niệm Phật có thể phổ cập được mọi căn cơ, thượng căn, trung căn và hạ căn. Cái người bậc hạ, tức là thấp thỏi nhất, thì chỉ cần chí thành niệm Phật cũng có được cái sự cảm ứng. Và nhân đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ một cái bằng chứng thực tế mà tận mắt chúng tôi đã chứng kiến vào thập niên 60. Thưa, lúc bấy giờ của bà thân mẫu của Hòa Thượng Tôn Sư chúng tôi, Thượng Thiện Hạ Hoa, là một người dân quê, mặc dầu cụ ông là một chức việc ở trong làng, nhưng cụ bà hết sức là chân thành và chất phác. Thì Hòa Thượng chúng tôi dạy cụ bà rằng: bà Cóc, nên cố gắng niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi, đừng quên câu niệm Phật. Nhưng một hôm bà quét dọn trong nhà, thì thường thường bà làm việc thì một tay vẫn nắm sâu chuỗi, vẫn niệm Phật, tay kia thì làm công việc. Của bà khom lưng xuống giường và quét dọn, thì bất ngờ một con cóc nó nhảy ra. Thế là bà giật mình, bà không niệm Phật, bà lại niệm Nam Mô con cóc. Do đó mà khi thầy chúng tôi về thăm, nghe thuật lại như vậy, thì thầy chúng tôi có nhắc nhở bà cụ: sao bà cóc không niệm Phật mà niệm con cóc? Thì bà cụ trả lời rằng: vì bà giật mình cho nên bà mới quên tiếng niệm Phật. Thầy tôi mới nhắc, nói rằng như vậy đó, bà niệm Phật chưa có nhập tâm. Khi thức, khi ngủ, khi mê, khi tỉnh, cái danh hiệu Phật phải gắn sâu trong tâm của bà. Niệm Phật như vậy mới có kết quả. Và quả thật, đến ngày bà cụ hấp hối sắp lâm chung, thì trên giường cụ nằm, thì cái người lớn tuổi hình như là cái xương nó cũng rút lại, cho nên ở dưới chân còn chừa một khoảng trống. Thì có ba người cháu nội lúc đó khoảng 10 tuổi tới 11 tuổi. Thì đầu giường là đứng đầu là Hòa Thượng thầy chúng tôi, kế là Sư Bác Hòa Thượng Hoàng Tâm, là bổn sư của Hòa Thượng Nhật Hỷ, và kế là Sư Bà Bảo An, là chị thứ bảy của thầy tôi. Và sau lưng đó là Hòa Thượng Thanh Từ, và tất cả tăng chúng đều vây quanh niệm Phật. Khi niệm nửa chừng, của bà đang thiêm thiếp,
thì nở một nụ cười rất là tươi. Mấy đứa cháu nội nó ngồi dưới chân, hỏi bà nội tại sao bà nội cười, thì của bà trả lời: Phật tới rước tao. Thì mấy đứa cháu nói: bà nội cho con đi theo với. Thì bà nói: không, Phật chỉ rước có mình tao, không có cho tụi bay đi đâu. Rồi thì bà cụ lại nhắm mắt thiêm thiếp như cũ. Và sau đó bà cụ lại cười một lần nữa và nhắm mắt tắt thở. Cái điềm lành rất là tốt đẹp của người lâm chung, nghĩa là chánh niệm. Và do đó đúng như lời kinh Tiểu Bổn A Di Đà Đức Phật dạy: thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh cực lạc quốc độ. Cho nên nói lên cái mẫu chuyện này để chứng tỏ rằng cái pháp môn niệm Phật hết sức là mầu nhiệm, có thể phổ độ được các căn cơ tùy theo trình độ tu tập mà mỗi người có thể hiểu một cách sâu sắc hơn. Đối với cái bậc thượng căn thượng trí thì tự tính là Di Đà, Di Tâm là tịnh độ. Còn đối với hạng bình thường, bình dân, sơ cơ thì cứ chí thành niệm Phật đi đứng nằm ngồi, khi mê lúc tỉnh, khi ngủ lúc thức, đừng bao giờ rời cái danh hiệu Phật đó, thì cũng là một cái pháp môn diệu dụng thù thắng. Trong kinh dạy, thuốc không luận mắc hay rẻ, trị lành bệnh đó là thuốc hay. Pháp môn không luận cao hay thấp, hợp thời hợp cơ là diệu pháp. Và chúng tôi cũng không quên nhắc lại một cái câu chuyện mà chính sư bà Bảo An là bào tỷ của cố hòa thượng tôn sư cũng có nhắc lại. Đức Tổ Phi Lai khi ngài còn sinh tiền thì do vì hoàn cảnh ngài chỉ tự tu, có học một thời gian ngắn với hòa thượng Tổ Minh Khiêm Hoàng Ân, nhưng sau đó ngài nặng về phần hành trì cứu độ giúp đỡ người nghèo khổ cơ hàn và chuyên tâm niệm Phật. Và Tổ rất là chân thành, không nói một điều gì mà ngoài sự thật. Dù cho cái việc đó có lợi ích bao nhiêu, Tổ không bao giờ nói một cái điều sai trái. Thì sư bà Bảo An và sư bà Long Hòa, tức là Hữu Chí, là hai huynh đệ thường hay gần gũi hầu cận Tổ. Thì một hôm Tổ kêu đến dạy thế này: nè Diệu Kim, Hữu Chí, các con ráng cố gắng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi thức ngủ, đừng bao giờ quên, nhất là không nên nhớ tất cả những việc khác, chỉ nhớ một câu niệm Phật thôi. Khi chúng con niệm được lâu ngày rồi, nó thuần thục rồi, thì khi bây giờ các con, tất cả các cái tiếng động nó lọt vào tai, nó đều thành tiếng niệm Phật. Thí dụ như con ra ngoài vườn, cái lá nó rụng, nó cũng trở thành tiếng niệm Phật. Quả xoài nó chín, nó rớt xuống đất, nó cũng thành cái tiếng niệm Phật. Tổ ngài không biết đó là cái tam muội, Tổ chỉ dạy như vậy. Thì rõ ràng ngài đã được cái pháp niệm Phật tam muội. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái pháp niệm Phật không phải là khó thực hành, chỉ tại chúng ta không cố gắng, không làm đúng, không làm đủ mà thôi. Cho nên sẵn dịp hôm nay chúng tôi nhắc lại các cái câu chuyện đạo như vậy để là một món quà đáp lại cái tấm lòng của quý vị đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp và nhất là đối với Hiện Tiền Tăng. Cầu mong rằng các vị sẽ cố gắng tinh tấn niệm Phật cũng như làm lành để tạo thêm phước đức nhân duyên, tô bồi thêm cái nền công đức để đủ cái điều kiện mà được sanh về cảnh giới an lành của Phật A-di-đà. Thay lời chư Tăng Ni, chúng tôi xin cầu nguyện mười phương Tam Bảo chứng minh, và cũng cầu nguyện cho tất cả hương linh cửu huyền thất tổ
chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tất cả các vong linh hiện tiền, do vì mọi lý do, vì mọi hoàn cảnh mà phải bỏ mình, nhân công đức này mà được an lành siêu thoát. Và hiện tiền quý trai chủ Phật tử cũng như lục thân quyến thuộc, thân tâm an lạc, phước huệ trong song tu. Như vậy cố gắng, càng phải cố gắng hơn nữa để cho cái công đức tu tập của mình sẽ được viên mãn. Trước khi dứt lời, một lần nữa cầu nguyện chư vị được vạn sự an lành trong ánh hào quang che chở của chư Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, cung kính bái bạch chư tôn thiền đức. Lời vàng ngọc sáng hoa sen, tâm vàng nhờ chứa nhân hiền từ bi, chỉ cho xin chúng đường đi, đi trong tịnh độ khắc ghi muôn đời. Nói tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chứng minh, chư tôn đức tăng ni tại bổn tự và tất cả hôm nay các ngài đã đến đây để dự pháp hội, để chứng minh buổi lễ tam thể hệ niệm cho chúng con. Ngài đã từ bi vì lòng từ mẫn mà ban bố cho chúng con một trận mưa pháp thật là vô cùng quý báu. Chúng con không biết nói gì hơn, y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư tôn thiền đức tăng già tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Nơi pháp hội trai đường trai tăng trưa hôm nay, chúng con cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích Đức Lộc cử sướng nghi thức quá đường, cung thỉnh hòa thượng chứng minh phục nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Những chi tình thuế tăng pháp giới hữu tình.
Những ván tương tội đương nguyện chúng sanh đa thiền diện vị tượng pháp hỷ sung mạng. Biên tương biên tuệ chân ngôn cận đương trì tụng Nam Mô Tăng A Phạ Đắc Ta Nga Đa Phà Lô Chi Đê An Tam Bạn Ra Tam Bạn Ga Hùng Mô Tăng Phà Đắc Ta Tam Bạn Ga Hùng Nam Mô Tăng Phà Đắc Ta Nga Đa Phà Lô Chi Đê An Tam Bạn Ra Tam Bạn Ga Hùng Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đắc Ta Nga Đa Gia Đa Diện Ta An Tô Rô Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đắc Ta Nga Đa Gia Đa Diệt Ta An Tô Rô Tô Rô Bà Ca Tô Rô Bà Ca Tô Rô Ta Bà Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đắc Ta Nga Đa Gia Đa Diệt Ta Ca Tô Rô Ta Bà An Nga Nga Đặng Tam Đa Bà Viện Nhân Ca Ôm An Nga Nga Đặng Tam Đa Bà Viện Nhân Ca Ôm Vì những ca hồn Phật chế tỳ khéo thần tồn ngũ quán tăng tâm tạm thoại tinh thí nạn tiêu đại chúng văn khánh thịnh các chánh niệm Nam Mô Di Đà Phật An Tam Bạn Ra Và Gia An Tam Bạn Ra Và Gia Bạn Ra Và Gia An Tam Bạn Ra Và Gia An Tam Bạn Ra Và Gia Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi chư tôn thiền đức thực hiện phép tam đề ngũ quán xong, chúng con cùng thỉnh quý ngài kiết trai. Bằng những thiết căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Diện Già Ta A Di Rì Đô Ba Tỳ Đa Tỳ Ca Lăng Đê A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Đi Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà A Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Diện Già Ta A Di Rì Đô Bà Tỳ Di Đà Tỳ Ca Lăng Đê A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Đi Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà A Nam Mô A Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đàm Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đê A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Lê Ta Bà Nam Mô Tăng Đa Đâm Tam Miêu Tam Bồ Đề Cổng Chi Đâm Đăng Điện Thang Ta Bà A Nam Mô Tăng Đa Nam Tam Miêu Tam Bồ Đề Khổ Chi Nam Đăng Điện Ta An Chiên Lê Chù Lê Chuẩn Đề Ta Bà A Nam Mô Tát Đa Nam Thiện Ta An Chiên Lê Chù Lê Chuẩn Đề Ta Bà A Sơ Di Bồ Thí Già Tất Quả Kỳ Lợi Anh Bồ Thí Hộ Tấn Đức An Lạc Phạn Thường Di Gần Đương Nguyện Chúng Sanh Sở Tán Giai Biện Cổ Chữ Phật Pháp Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh
Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Cùng văn mục liên tôn giả ai cầu tế độ pháp môn. Hoàng giác thùy từ đại xiển Vu Lan thắng hội. Thánh hiền chi sơ thượng, huống phàm thuộc nhi bất vi. Thiết niệm kính phạm tăng như thánh tăng giáng phước phạm thánh nhất như. Chủng kiềm thế như hậu thế khai hoa, hậu kim đồng đạo xử lý như thử nhân quả hạ thù. Thượng lai giác sanh đạo tràng cung thiết, tam thời hệ niệm đệ thập kỳ viên mãn. Thiết trai cúng dường thập phương tam bảo hiền thánh tăng. Trường thừa công đức kỳ siêu hương linh cửu huyền thất tố. Lịch đại tiên linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thập loại nam nữ chi cô hồn. Cập nhất thiết chư vong linh tử nạn do vì mọi hoàn cảnh mọi nhân duyên. Thừa tư công đức tịnh chư nghiệp chướng siêu sinh tịnh độ. Phục nguyện Tô Đà Thiền Diệt Thành Tâm Phụng Hiến Hành Nhân. Tô Phẩm Gia Hào Thiện Ý Cúng Dường Đại Chúng. Sở Kỳ Chư Vong Giả Vãng Tây Phương. Trai Chủ Đăng Hàm Tiêm Lợi Lạc. Phổ nguyện gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước hoàng duyên. Pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, cung kính bái bạch chư tôn thiền đức. Ơn thầy cha mẹ muôn phần, ơn sông ơn núi chúng sanh mặn nồng. Ơn Phật tận lực khai thông, thuyền sang bờ giác mở đường độ sanh. Ngày hôm nay toàn thể đạo tràng Phật tử tam thời hệ niệm của chùa Giác Sanh chúng con, được sự chứng dự của chư tôn thiền đức, được quý ngài gia tâm chú nguyện, cầu nguyện cho âm được siêu, dương được thới. Với tất cả ân đức đó, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con thành kính tri ân quý ngài, cầu nguyện mười phương tam bảo từ bi gia hộ cho chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, có mặt ở muôn nơi hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con trên lộ trình giải thoát. Trong khi hầu tiếp chư tôn thiền đức có điều chi sơ suất, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi lượng thứ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phận. Phật cung thỉnh chư tôn đức thọ trai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống dương lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống không giận không hờn không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống dương lên theo kịp ánh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống, sống chan hòa với những người chung sống, sống là đồng nhưng lòng vẫn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng dấn. Tâm
tâm bất biến giữa dòng đời giảm biến. Sống yên vui danh lợi mãi coi Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm bất biến giữa dòng đời giảm biến, sống yên vui danh lợi mãi coi thương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm bất biến giữa dòng đời giảm biến, sống yên vui danh lợi mãi coi thương, danh lợi mãi coi thương. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.